Đây là cây bật lửa Solid Pad nha mình, đây là cây Solid Pad. Cái này rất là nhạy lửa, cái này là cây Solid Pad. Tại sao em gọi Solid Pad? Nó là chất liệu của nó là đồng nhưng mà thêm lớp đồng 2K nữa. Lớp 2K chống trầy, chống oxy hóa để giúp cho cái quẹt của mình á. Da này là da zin của nó nè. Cái da zin này á, nó mình cầm nó vừa êm tay mà khi rớt nó không bị cấn móp quẹt. Đây là zin của nó ha, lột cái da này ra, trong đó là Solid Pad. Thân nó là Solid Pad lớp 2K của nó, em đang nói lớp 2K. Lớp 2K này chống cho nó không có bị ra ten ha. Thường á, đồng mà mấy anh mồ hôi muối xài nó hay ra ten lắm. Cái Solid Pad này nó giúp cho mấy anh mà mồ hôi muối xài vẫn không bị ra ten nha. Đó. Cho nên nó gọi là Solid Pad. Kích cỡ của nó so với cái thuốc. Đây, kích cỡ so với cái thuốc ha. Con này là con Solid Pad. Thường những cái dòng Solid Pad này nó sẽ mắc hơn những dòng khác nha. Tại cái dòng Solid Pad này là cái giá trị sưu tập rất là cao. Lớp 2K này còn nguyên lớp 2K. Lớp 2K lớp chống giúp mấy anh mà mồ hôi muối xài. Mồ hôi muối nhưng mà thích màu vàng vẫn xài được nha. Thích đồng vẫn xài được. Có mấy anh mà mồ hôi muối thích đồng á, không có xài được. Tại tay mấy anh mồ hôi muối cầm cái quẹt nó hay ra ten lắm. Đó.